Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Kiết Tập Lục Tạng Ư Ba Ly Tôn Giả. Kính thưa đại chúng bác quan trai, chúng ta tưởng nhớ tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị thầy khai giảng diễn giáo nghĩa giải thoát cho chúng ta. Chúng ta tưởng nhớ tới Đức Ư Ba Ly Tôn Giả, vị thánh đệ tử của Phật đã kiết tập lục tạng truyền thì cho hậu thế. Hôm nay trong chương trình Bát Quan Trai này, thầy xin giới thiệu cho các vị một bài pháp với loại giáo nghĩa nâng cao phẩm hạnh chúng ta hướng tới con đường giác ngộ. Bài pháp này có tựa đề là Chín Nét Đẹp Hiền Thiện. Chín Nét Đẹp Hiền Thiện. Bài pháp này Đức Thế Tôn giảng cho các vị tỳ kheo ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Tuy Đức Thế Tôn giảng cho các vị tỳ kheo, nhưng Phật tử tại gia hành bát quan trai giới của chúng ta học hỏi rất thích hợp và có nhiều nghĩa lý thật là quý báu, không những giới hạn cho người tu hành mà nó còn lợi lạc cho vô số chúng hữu tình nếu như chúng ta hướng đến chân lý này mà tu tập. Ở đây trước tiên đi vào trong giáo nghĩa, thầy xin thưa với các vị như thế này: người thọ giới và tu tập theo thánh giới của Như Lai là một người quyết định nâng cao phẩm hạnh cao quý của con người, chứ không phải thọ giới là một sự ràng buộc, không phải thọ giới là một sự ngăn cấm, mà tất cả những ai phát tâm thọ giới và tu tập theo giới, đó là những người quyết định nâng cao phẩm giá cao quý của con người. Và nâng cao tới mức nào? Tới mức chúng ta đạt được phẩm giá của một đấng thánh hiền, đạt được sự giải thoát tự do tuyệt đối. Tự do sao gọi là tự do tuyệt đối? Bởi vì người này không có bị sanh tử phiền não ràng buộc họ nữa, đó mới gọi là tự do tuyệt đối. Vậy thì thưa quý vị, những bài pháp và chúng ta thọ giới để lắng nghe tu tập theo đều tác chứng cho công đức to lớn này. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày xưa rất là khéo léo, ngài sử dụng nhiều cách khác nhau để diễn đạt giáo nghĩa giải thoát của ngài. Chẳng hạn như ngài thấy hiện tượng của thời tiết mưa nắng, của cây cối muôn thú, mà ngài diễn đạt giáo nghĩa theo đó để người ta dễ hình dung và dễ hành trì tu tập. Ở đây hôm nay Đức Thế Tôn quan sát một loại chim gọi là chim khổng tước. Chim khổng tước không biết chúng ta có biết hay không? Bạch hạc khổng tước tầm già ca diễn pháp âm đó. Loại chim khổng tước là một loài thú có gì? Có nhiều cái thiện căn, có nhiều phước báo. Tất nhiên cầm loài thú này thì làm sao bằng con người, nhưng nó có những cái nét đẹp. Và không phải rằng chúng ta bắt chước cái loài thú mà tu, nhưng chúng ta thấy nó có những cái nét đẹp mà chúng ta học hỏi để nâng cao phẩm giá giải thoát của mình.
chính nét đẹp của loài khổng tước này Đức Thế Tôn nói như thế nào? Đó là gì? Đó là chim khổng tước hình dáng xinh đẹp. Đó là nét đẹp thứ nhất của nó. Thứ hai là tiếng kêu trong suốt. Thứ ba là bước khoan thai. Thứ tư là đi đúng lúc. Thứ năm là ăn uống điều độ. Thứ sáu là thường nghĩ biết đủ. Thứ bảy là niệm không phân tán. Thứ tám là ít ngủ nghỉ. Thứ chín là ít ham muốn và biết đền trả. Đó là chín gì? Chín thiện căn. Đó là chín cái nét đẹp của loài khổng tước. Cho nên nó xuất hiện ở đâu thường đem đến hòa bình, nó xuất hiện ở đâu đều khiến cho người ta vui vẻ. Ở trong muôn thú có những đặc tính kỳ diệu như vậy. Giờ thì thưa quý vị, chúng ta ở trong kiếp của con người, chúng ta tu tập không lý não, chúng ta tu để thành loài chim khổng tước hay sao? Không phải hiểu theo cách đó, không được tác ý điên đảo như vậy, mà chúng ta hãy thấy cái nét đẹp của loài cầm thú thì chúng ta nghĩ tới mình để chúng ta thành tựu cái nhân phẩm cao quý của mình. Thế Tôn dạy rằng các vị tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện để thành tựu chính cái phẩm hạnh cao quý này. Và Ngài định nghĩa chính phẩm hạnh cao quý này như thế nào để chúng ta cùng lắng nghe và tu tập. Chẳng hạn như Ngài nói như thế nào là một bậc hiền như thế nào là một bậc hiền thiện, tướng mạo xinh đẹp. Nghe nói đến tướng mạo xinh đẹp là chúng ta nghĩ rằng là quần áo diện mạo, rồi là sửa soạn trâu chuốt, phải không? Nhưng chúng ta có thấy rằng là mày râu nhẵn nhụi, áo quần bánh bao có đẹp không? Nó không đẹp. Đó là cái nét của sở khanh, phải không hả? Nó không phải là đẹp, mà chúng ta hiểu cái nét đẹp được định nghĩa trong chánh pháp như thế nào. Đó là gì? Đó là khi đi ra, khi vào, khi lui, khi tới, khi đứng, khi đi một cách thích hợp, trọn không mất tư cách. Đó chính là tướng mạo xinh đẹp. Như vậy, tướng mạo xinh đẹp này không được hiểu ở trên cái gương mặt. Có những người gương mặt rất đẹp, nhìn vào cái nét đẹp người ta quy ước của thế gian thì cái nét đẹp nó hiện trên ở trên gì, thân tướng, nhưng mà họ cư xử hết sức là thô kệch, cư xử hết sức là xấu và gây phiền não cho nhiều người khác. Như vậy thì đó không phải là nét đẹp. Nét đẹp ở đây Đức Thế Tôn không có chú trọng tới là cái dáng mạo của con người hoặc là cái dáng dấp mà do cha mẹ sinh ra, mà Thế Tôn chỉ đến cái ứng xử của người đó khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, làm sao cho thích hợp. Lúc nào là phải nên đi, lúc nào phải nên dừng lại, lúc nào nên ngồi, lúc nào nên nằm, khi tới, khi lui, tất cả trọn không mất tư cách. Đây gọi là tướng mạo xinh đẹp. Chúng ta học được điều này như thế nào? Đây là một điều rất khó. Ra đời ông bà mình nói học ăn, học nói, học gối, học mở, phải không? Tất cả đều phải học. Tất cả đều phải học. Vậy mà chúng ta học chưa nên. Đôi khi chúng ta tới lớn tuổi rồi mà đi đứng ăn nói không thích hợp thì được gọi là gì? Được gọi là không có đẹp. Chẳng hạn như có nhiều việc rất là nhỏ nhỏ nghe, rất nhỏ nhỏ. Ví dụ như khi thầy Nhiếp Tâm chuẩn bị đi truyền giới, trong thời gian đó thực sự không có muốn làm việc gì. Tại sao? Bởi vì trong tâm đang hướng tới giới một cách thanh tịnh tuyệt đối, đang tưởng tới công hạnh thánh hiền của mười phương chư Phật chư Bồ Tát. Và hôm nay nguyện cầu sự gia trì mau nhiệm của các ngài để con thanh tịnh tâm ý truyền trao giới thể và cầu mong các vị chứng đắc được vô biểu sắc giới. Nhưng lại có người vì sự một chút cái Phật sự khác tranh thủ chen vô thưa cái này hối cái kia, làm cho tâm nó loạn ra.
Và ở trong trạng thái tâm loạn ra như vậy, ảnh hưởng cho đại chúng. Tại sao chúng ta không tìm một cái giờ khác? Phải không hả? Như vậy thì cái sự thưa thỉnh không thích hợp. À, hoặc là khi thầy đang truyền giới mà chúng ta đi lại, ở trong yết mà chỉ nam nói rằng khi một vị giới sư đang truyền giới, ở trong chúng có người đi lại, nếu người giới sư không nhắc nhở thì giới sư sẽ bị đọa địa ngục. Do vậy cho nên là phải yêu cầu vị đó đứng im một chỗ hoặc là ngồi xuống, còn không thì phải ra khỏi hội chúng. Đó là thánh giới được quy định rất là rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà của mình cũng vậy, phải không ạ? Lúc nào đi, lúc nào đứng, lúc nào ngồi, lúc nào nằm, nó có thứ lớp, nó có cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng không cần hiện diện nữa thì chúng ta nên đi, hoặc là cần phải dừng lại là chúng ta nên dừng lại. Tất cả điều này được kiểm soát bằng trí tuệ, đây gọi là dáng mạo xinh đẹp. Những điều như vậy có đáng để chúng ta tu tập không, thưa quý vị? Chúng ta tu như vậy, tu cả đời tu không nên đó nghe. Ở trong đại oai nghi của một vị tỳ kheo thì các ngài phân chia thành tới 8.000 oai nghi. Gọi là, xin lỗi, 8 vạn oai nghi. Chia nhỏ ra như vậy. Chia nhỏ ra như thế nào tới 8 vạn oai nghi? Không có dễ dàng gì để thành tựu điều này. Cho nên lời Phật nói chúng ta chớ coi thường. Hôm nay chúng ta tu bác quan trai, chúng ta để ý điều này. Đi đứng nói năng lúc nào như thế nào phải được chỉ kiểm soát bằng trí tuệ, một cách chánh niệm hiện tiền. Như vậy chúng ta đạt được ý nghĩa tướng mạo xinh đẹp là phẩm hạnh thứ nhất. Phẩm hạnh thứ hai Thế Tôn nói như sau, đó là một người tu hành, một vị tỳ kheo, những ai đệ tử của Phật hãy nên thành tựu tiếng nói trong suốt giống như là chim không tước. Chim không tước có âm thanh kêu lên tiếng hót trong suốt, ai cũng thích nghe. Vậy thì chúng ta làm sao để mình có tiếng nói trong suốt? Đó là chúng ta đi vào một cái trường âm nhạc để luyện âm thanh, phải không ạ? Với các cái tầng âm lúc trầm lúc bổng cho trong suốt, phải không? Rủi cái tiếng nói mình nó rề rề làm sao, nếu như con vịt được giờ sau đây. Chúng ta hiểu như vậy là sai hết những gì Đức Phật muốn nói. Đức Phật nói chúng ta có tiếng nói trong suốt là tiếng nói gì? Nó chuyển tải bên trong đạo lý trong suốt. Đạo lý của Thánh Hiền, đây gọi là tiếng nói trong suốt. Cho nên Ngài mới dạy này: khiếu phân biệt nghĩa lý, trọn không lẫn lộn, đây gọi là tiếng nói trong suốt. Người ta nói là tận lực tri thiên mạng, hay là tri thiên mạng rồi mới tận lực. Chúng ta hiểu như thế nào về nghĩa và lý như vậy, hiểu như thế nào cho trọn vẹn. Chẳng hạn như giờ nói là từ tâm vô lượng là từ như sao? Tôi thương cả dòng, cả họ, cả mọi người, tới những con vật nhỏ nhất như là côn trùng tôi cũng thương xót nó. Đây gọi là người có từ tâm vô lượng hay sao? Hiểu như thế là kinh điển phá sản. Chiều nay các vị học cái bài này, nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là tiếng nói trong suốt được hiểu đó là gì? Là khéo phân biệt nghĩa lý, trọn không lẫn lộn, đây được gọi là tiếng nói trong suốt. Nghĩa và lý nó được phơi bày rõ ràng, một chữ nó có nghĩa, và cái nghĩa đó nó chuyển tải lý lẽ gì, hàm ý gì. Nếu như chúng ta thực hiện theo cái lý đó thì nó ra cái nghiệp gì, nó giải thoát tới đâu hay là nó đọa tới mức nào, nó ảnh hưởng cho tự tâm của mình ra sao, và nó gây phước hay là hại cho tha nhân đến đâu. Một sự kiểm soát và thấu hiểu như vậy, lời nói ngày hôm nay so với quá khứ có tương phản hay không, sau này mình có còn giữ được lời nói hay không, tất cả ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai, lời nói như vậy có thích hợp hay không, có đúng đắn hay không, đây gọi là khéo phân biệt nghĩa lý, trọn không lẫn lộn. Nói như vậy là như vậy, không thể giải thích khác đi được, đây gọi là tiếng nói trong suốt.
chúng ta cố gắng tập cho mình có tiếng nói trong suốt. Cẩn thận khi nói ra, khi chưa hiểu tường tận câu chuyện, ông bà mình nói đèn nhà ai nấy tỏ, thoáng qua không biết trong nhà người ta chuyện thế nào, mình đã vội vàng bình phẩm đánh giá, chưa tiếp cận người ta mà đã vội là phê bình, là quyết đoán nhân cách của họ. Tất cả điều đó đều thể hiện sự cạn cợt, bồng bột, nôn nức. Thành ra người có tiếng nói trong suốt là người đã thấu hiểu mọi việc, thấu hiểu chân lý, thấu hiểu từ ngữ lời lẽ và diễn đạt của nó như thế nào đó đầy đủ. Đây gọi là có tiếng nói trong suốt. Lấy hình ảnh của chim khổng tước có tiếng nói trong suốt. Xin lỗi, chim khổng tước có tiếng kêu trong suốt. Con người chúng ta học cái tiếng nói trong suốt là nhân đó mà tu tập bản thân của mình. Chúng ta thấy Thế Tôn dạy tuyệt vời không? Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, Thế Tôn nói như sau: một người xuất gia cho đến tại gia, hãy nên có bước đi khoan thai. Bước đi khoan thai không phải là cái bước đi mà kéo dép xèn xẹt, hay là đi cái bước đi mà thình thịch nghe nhà cửa như là muốn rung động. Vậy thì bước đi khoan thai là đi như thế nào thưa quý vị? Thế Tôn không nói cái dáng mạo, không nói cái thể hiện của bước đi. Nhưng mà ở đây á, Thế Tôn nói như vậy, tức là biết đúng thời mà đi, không đỡ mất thư lâm. Đúng thời mà đi, lại biết khi đáng tụng thì biết tụng, khi đáng tập thì biết tập, khi đáng im lặng thì biết im lặng, khi nên dạy thì biết nên dạy. Đây gọi là bước khoan thai. Cái bước tức là sự di chuyển rời khỏi một cách khoan thai. Vấn đề này nó được định hình như thế nào? Tức là biết đúng thời mà đi, nên đi như thế nào, cái thời điểm đó đi được chưa hay là chưa đi được, rồi không đỡ mất thứ lớp. Chẳng hạn như bây giờ mình gia nhập ở trong hội chúng, mình đi ngang ra cửa chánh điện, đứng im ngang đó, có ai gọi hỏi mình đứng im ngang đó mình nói à? Mình không thấy rằng là mình đứng giữa cái dòng của người đi ra đi vô và chướng ngại cho lưu thông. Như vậy thì mình đi như vậy hợp lý không? Mình đứng như vậy hợp lý hay không? Sai hoàn toàn phải không ạ? Rồi đi vào ở trong một cái hàng ngũ, mình thấy có người lớn hơn mình lấn nước họ, mình đi trước. Hoặc là người xuất gia cũng thế, có những vị đạo cao đức trọng, niên lạp lớn, nhưng mà mình thấy khỏe hơn, mình lấn ra mình đi, bởi vì các vị trưởng lão đi chậm, mình lướt ra mình đi. Không có phân biệt thứ lớp. Ngày xưa thưa quý vị, lúc bây giờ thầy còn nhỏ hành điệu á, những điều này các thầy lớn dạy kỹ lắm. Khi bước vào trong chánh điện, nhìn qua nhìn lại thấy hàng tăng, mình xem là cái vị tăng nào lớn, mình kính nhường ra ở trước. Và các vị tăng tự nhận diện ra nhau rất nhanh chóng trong trường hợp này. Nhưng điều này ngày hôm nay thấy nó không có được đầy đủ nữa. Tại vì có những vị lớn tuổi xuất gia nhưng lại đi vào trong những đạo tràng để ứng cúng. Và rõ ràng ở đạo tràng Bồ Đề Quốc này, thầy không cho phép mà các vị lớn tuổi, các cô là đi ứng cúng lung tung như vậy. Xuất gia còn mới là phải ở trong chúng mà tu hành, chứ không có được đi ứng cúng để cho người ta nhầm lẫn. Tại vì thấy lớn tuổi đi vào người ta nghĩ là sư bà, rồi cái người ta cung kính, mình không để ý, mình không có biết, cái là mình nhận mình sư bà luôn. Mình nhận mình làm sư bà luôn, rốt cuộc là tự hại công đức của mình. Những điều như vậy á, ngày hôm nay khá nhiều thưa quý vị. Và ngày xưa thì cái lứa của thầy á, thì điều này cũng còn kỹ càng lắm. Nhưng mà sau đó thầy thấy nó mất dần dần. Lúc thầy ở Sài Gòn đi vào chánh điện, các mấy thầy trẻ hơn đi lấn đi, có khi lấn thầy phải ngã vô cái tường luôn, đi nhanh mạnh tới vậy đó. Thì thưa quý vị này nghe, là đó là thiếu oai nghi, thiếu phép tắc. Ở tại gia cũng vậy, chúng ta cũng phải để ý điều này, bước đi khoan thai, biết đúng thời mà đi, không để mất thứ lớp.
Lại khi biết lúc nào nên tụng thì tụng. Chẳng hạn như lúc người ta tụng kinh, mình tụng kinh. Không phải người ta tụng kinh, mình lấy cái giờ tụng kinh của đại chúng trở thành cái giờ mà mình tập luyện riêng cho mình. Hoặc là gì? Hoặc là khi thấy cần đứng dậy là mình đứng dậy. Không nên ngồi lâu, không nên là mất thì giờ cho người khác. Tất cả những điều như vậy á, có khi im lặng là phải im lặng, bây giờ nói không được nữa, có những lúc phải im lặng. Đây gọi là được kiểm soát trong chánh niệm, hành động cử chỉ của thân, của tâm như vậy, đây gọi là bước khoan thai. Loài khổng tước thành tựu cái bước đi đúng lúc, đó là thiện pháp thứ tư của loài khổng tước. Thì chúng ta học hỏi như thế nào trong cái hình dáng này? Đó là Thế Tôn nói, khi nên đi thì đi, khi nên đứng thì đứng, tùy thời nghe pháp. Ở đây ý nói rằng ở trong pháp, lúc nào nên đi, lúc nào nên đứng. Ví dụ như giờ người ta nghe pháp, mình nên đi vào chỗ điện Phật, mình lại mình lạy Phật. Như vậy có thích hợp hay không? Tại vì mỗi người đang chăm chú nghe pháp, tự nhiên cái mình đi lạy Phật là sao? Như vậy là mình ứng xử như vậy không có thích hợp. Hơn thế nữa là cần đến để nghe pháp và cần phải từ bỏ một số những cái cám dỗ lôi kéo của thế gian. Chúng ta lại không có chuyên nhất tâm ý để hành trì và thường hướng tâm mình để mà nghe pháp thường xuyên. Đây gọi là tùy thời nghe pháp. Như vậy thì mình không có thành tựu công đức là đi đúng lúc, tức là xuất hiện là đúng lúc. Rồi công đức thứ năm được Thế Tôn dạy như sau, đó là ăn uống điều độ. Cái chữ ăn uống điều độ này á, tùy theo cách mà chúng ta hiểu. Các vị sư Nam truyền thọ trì bằng cách ăn không quá ngọ, mỗi ngày một lần ăn. Có một số vị chứng dương điều này hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu như thi hành Phật sự, điều này xem chừng không thích hợp. Tại vì sao? Bởi vì nếu như mà chỉ có tu tập thân thọ tâm pháp thì một ngày ăn một bữa năng lượng như thế là đủ. Còn nếu như là một vị tỳ kheo thọ Bồ Tát giới, xả thân đem đến lợi lạc cho chúng sinh, thì như vậy cơ thể sẽ không có chịu nổi, không có đủ sức là chống chịu, đủ sức là vượt qua cái sự hủy hoại của thời tiết, của bao nhiêu thứ. Cho nên cái xu hướng của Phật giáo Đại Thừa là ăn chay ngày ba bữa, nhưng cũng phải hiểu rằng bữa sáng bữa chiều là bữa ăn hổ thẹn. Và biết gì? Biết tiết độ, tức là ăn như vậy là vừa đủ là được rồi. Và xem cái bữa ăn chỉ là gì? Chỉ là một cái phương tiện cung cấp năng lượng để duy trì thân mạng, không đỡ cho nó hủy hoại đi. Và dùng thân mạng này á, làm phương tiện tu tập để cầu đạo giải thoát. Như vậy thì cái bữa ăn đó gọi là ăn biết ăn điều độ. Lại Đức Phật dạy cho các tỳ kheo rằng á, là thức ăn còn dư thì biết chia cho người khác. Ví dụ như người ta cúng cho mình nhiều quá, mình ăn không hết, thì chưa quá ngọ, trước khi ăn có thể đem cái phần đó chia lại cho người khác. Cũng có những trường hợp các vị tỳ kheo ở trong rừng, có người đến cúng dường, vị này khất thực vừa ăn không hết, thì Thế Tôn dặn rằng á, là đỡ một cái chỗ thật là sạch sẽ và xót ra trước khi ăn. Để chi? Để cho các vị tỳ kheo, những vị đi vừa muộn, hoặc là có khi có vị đi khất thực, ngày đó không có ai cho gì, nhưng trước giờ ngọ thì các vị vẫn phải trở về trú xứ thì có để mà dùng. Bữa ăn được san sẻ như vậy, không có tiếc lẫn, không gì, không tiếc những cái mà mình có, tức là những cái gì mình có được, nếu như có duyên bố thí, có duyên giúp đỡ cho người khác thì mình sẵn lòng. Đây gọi là ăn uống điều độ. Những lời dạy có ý, có cái nghĩa bóng rất là sâu xa như vậy, chúng ta hiểu rộng ra. Nếu không khéo là chúng ta hiểu theo nghĩa đen, cái nghĩa gần gũi nó sẽ hỏng. Rồi tiếp theo thưa quý vị,
Loại khổng tước có cái nết hạnh thứ 8 là gì? Đó là ít ngủ nghỉ. Ít ngủ nghỉ, chữ này hay lắm thưa quý vị. Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo trước, rồi chúng ta hiểu theo cách của mình sau. Thế Tôn dạy rằng là đầu đêm tập tỉnh thức, tập 37 phẩm trợ đạo không để rơi rớt. Hành làm thanh tịnh ý của mình bằng kinh hành khi nằm, khi tỉnh thức. Vào lúc giữa đêm tư duy pháp sâu xa, đến lúc cuối đêm thì nằm nghiêng hông bên phải sát đất, hai chân xếp lên nhau, tư duy và tưởng ánh sáng, rồi đứng lên kinh hành, làm cho thanh tịnh ý. Như vậy gọi là tỳ kheo ít ngủ nghỉ. Như vậy chúng ta thấy có còn cái giờ nào ngủ không? Thành ra ngày xưa thầy cũng có lần là sống y như vậy. Thực ra không phải là không ngủ, nhưng mà ngủ mỗi lần như vậy á, là có nửa giờ thôi. Có nửa giờ thôi, tức là độ chừng khoảng 9 giờ rưỡi là ngủ. Ngủ một giấc có nửa tiếng thôi, rồi thức dậy. Thức dậy rồi á, bắt đầu là mình có một cái thời khóa công phu 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Như vậy thì khoảng 11 rưỡi 12 giờ lại ngủ tiếp một lần nữa. Ngủ nửa giờ rồi lại thức dậy. Thức dậy lại thêm một thời công phu nữa. Rồi sau đó cũng nghỉ nửa tiếng nữa. Nghỉ nửa tiếng nữa rồi sau đó là thức dậy, là dậy hẳn luôn. Như vậy một đêm cũng nghỉ được 3 lần. Và cộng lại thì có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Ban đầu thấy rằng là có lẽ mình không chịu nổi, nhưng mà thực ra thưa quý vị, nó không có sao hết. Nó không có mệt. Nhưng thực sự mà nói thì chỉ dành cho công phu chuyên môn tu tập. Còn nếu như làm thêm cái gì sẽ không đủ sức gánh vác. Chẳng hạn như có một thời thầy nhập thất ở núi rừng. Thì lúc bây giờ mình nấu chút xíu cơm với gạo lứt thôi, thì không có mất thì giờ nhiều. Và gần như là một ngày ngủ có 2 tiếng đồng hồ mà nó không có buồn ngủ. Tại vì sao như vậy? Bởi vì thực tập thiền định, tâm trí chúng ta nó có một cái năng lượng sung mãn. Do nó sinh ra một sự năng lượng sung mãn như vậy, thành ra trí não nó không cần nghỉ ngơi nhiều. Và ngay khi đang thiền định, lúc đó là lúc mà tâm trí thật sự nghỉ ngơi. Còn chúng ta khởi động bao nhiêu công việc lo toan, thì lúc bây giờ năng lượng nó tiêu hao và trí não mình nó suy kiệt rất nhanh chóng. Cho nên nó phải cần nghỉ ngơi thật nhiều để nó phục hồi lại sức khỏe. Nhưng mà khi chúng ta đang công phu thì lúc đó chúng ta ngưng lại hết tất cả mọi vọng niệm. Do vậy cho nên tâm ý và sức khỏe chúng ta nó được trữ dưỡng, nó được trữ dưỡng ngay lúc chúng ta đang thiền định. Những điều này là một đời sống khoa học. Các vị khoa học gia Nhật Bản, người ta lấy máy, người ta đỡ trên đầu của một vị thiền sư, và người ta đo xem là một vị thiền sư trong lúc thiền định cái trạng thái trao đổi chất như thế nào, cái nguồn năng lượng nó đang diễn ra như thế nào. Và người ta có thể kiểm nghiệm bằng khoa học. Người ta thấy rằng ở trong cái thời điểm đó, vị thiền sư gần như là ngưng lại tất cả mọi hoạt động. Cho nên cơ thể nó cũng gần bằng với ngủ. Chỉ có một chút xíu là cái niệm trí tuệ nó tỉnh thức thôi. Còn bao nhiêu là cơ thể nó không có mệt mỏi suy kiệt. Vậy thì trong đời sống này, so với chánh pháp của Phật dạy á, hoàn toàn là đúng, chứ không có phải rằng là quá sức đâu. Một ngày ngủ 3 lần. Và ngủ 3 lần như vậy á, một lần nửa giờ, cơ thể mình nó vẫn nghỉ ngơi đầy đủ. Chúng ta nhớ hình như có một cái thông tin nào đó mà thầy không có nhớ rõ. Người ta nói rằng ông Hitler, ông ngủ một ngày á là 6 lần, và một lần ông ngủ là có 15 phút thôi. Cộng lại thì ông ngủ thực sự là chỉ có là 1 tiếng rưỡi đồng hồ trong một ngày.
Tại vì ông đang là cái vị tổng tư lệnh cho chiến tranh toàn cầu. Cho nên một ngày có rất nhiều cái thông tin nó về và cần ông xử lý, cần ông ra mệnh lệnh. Cho nên không thể nào mà ông ngủ một đêm được, hay là người khác có thể thay thế ông được. Bây giờ cho nên ông chỉ ngủ là có 15 phút. Và người ta có thể chờ đợi trong 15 phút là ông đã nắm bắt được cái thông tin kịp thời rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi người ta biết điều khiển cái giấc ngủ, biết điều khiển cái sinh hoạt, thì nó vẫn đủ sức để duy trì. Thành ra điều này Thầy nói để chúng ta chứng minh một điều rằng, đó là Thế Tôn dạy là đầu hôm tỉnh thức tu tập. Và tu cái gì? Tu tập tướng niệm, nhớ và tư duy đến 37 phẩm trợ đạo. Từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần và bát thánh đạo phần đều kinh qua đầy đủ ở trong tâm của vị này. Mỗi ngày như vậy, mỗi đêm như vậy, thành ra cái giáo nghĩa này nó được thắp sáng đầy đủ ở trong tâm của vị tu tập. Rồi giữa đêm thì sao? Giữa đêm thì thường kinh hành để cho tâm ý nó tỉnh thức, tức là đi chậm, từng bước đi thanh tịnh, từng bước đi tỉnh thức như vậy. Rồi trong thời gian mà kinh hành như vậy, chiêm nghiệm sâu xa về lời dạy của Phật. Rồi đến cuối đêm thì sao? Thì lúc đó nằm nghỉ một chút, nằm nghỉ một chút, nhưng cái tâm là tương tư ánh sáng, và khi mặt trời ló dạng thì đứng lên. Như vậy thì cơ thể nó vẫn có cái thời gian nằm xuống, và cái tâm ý nó được nghỉ ngơi. Cho nên sống như vậy, một đời sống đó được gọi là ít ngủ nghỉ. Ngày xưa thầy có tập điều này thử, tại đọc cái đoạn kinh này thấy lạ quá, và không biết Đức Thế Tôn dạy nó có quá hay không, mình có làm được hay không. Tánh thầy hồi nhỏ thưa vị nó cũng hơi tò mò, thành Phật dạy cái gì mình cũng cứ làm thử một chút, Phật dạy món này món kia, tại vì sợ sau này á đứng dạy cho Phật tử giảng thuyết kinh giáo của Phật mà mình không có một chút trải nghiệm ở trong tâm thì mình diễn đạt chỉ là những loại ngôn ngữ rập khuôn và không có một chút cảm thọ nào cả. Do vậy cho nên ít nhiều cũng phải tập qua một chút. Thành ra thưa quý vị nhé, lời dạy này hoàn toàn là thích hợp ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta có thể tu tập được hay không, vấn đề đó là tự mình phát tâm. Ở trong đời sống này chúng ta tu tập như thế nào? Ít nhất là trước khi ngủ chúng ta cũng nên có một cái thời khóa công phu. Công phu độ chừng khoảng nửa giờ hay là một giờ tùy theo sự phát nguyện của mình. Các vị lớn tuổi rồi, điều này tu tập á, nó còn nhiều thời gian hơn là tuổi trẻ. Tuổi trẻ cuộc sống của họ có những cái bận rộn khác. Nhưng chúng ta lớn tuổi rồi, tối lại ngồi im, có thể ngồi im ngay chỗ cái giường của mình sắp ngủ đó. Mình ngồi im như vậy, mình hít thở, mình niệm Phật trì chú, hoặc là mình tưởng niệm tới giáo pháp của Phật. Mình giữ cho tâm mình nó thật là quân bình, thanh thản, nhẹ nhàng. Rồi khi thấy mệt rồi thì từ từ nằm xuống, buông lỏng toàn thân ra và chìm vào một giấc ngủ thật là sâu, thật là lắng, thật là thanh tịnh như vậy. Như vậy thì rồi khi tỉnh thức là mình dậy liền, hoặc là trước khi ngủ mình nghĩ rằng là mình sẽ dậy sớm, rồi chừng khoảng 4-5 giờ là mình thức dậy đi. Mình nghĩ như vậy, mình ước lượng cái thời gian từ khi nhắm mắt này tới lúc đó là bao lâu, thì tự nhiên đúng giờ đó nó sẽ tỉnh thức ngay. Như vậy thì được gọi là ít có ngủ nghỉ. Ngài Hám Sơn có một cái câu nói rất là hay và thầy thường hay nhớ. Người ta nói rằng làm sao ngài tuổi trẻ mà có thể thành tựu được những điều sâu xa trong Phật pháp, bí quyết nào ngài có được điều đó? Thì ngài nói rằng là tôi ngủ là tôi ngủ liền, và thức dậy là tôi dậy liền. Đó là bí quyết của tôi. Khi mình ngủ mà mình còn làm việc đó nha, nằm xuống mà nghỉ đông nghỉ tây, trạng thái này tức là chưa nghỉ ngơi, chưa phải là ngủ. Rồi khi thức dậy mà không chịu dậy, nằm im đó nghỉ đông nghỉ tây, không việc gì ra việc gì, và tâm ý nó như là đi hoang, nó mông lung như vậy đó, vô tình nó mất phước mất trí. Thành ra ngài mới nói rằng khi ngủ là ngài ngủ liền, và khi thức dậy là ngài dậy liền. Ngài chỉ nói như vậy thì chúng ta tự hiểu rằng là khi ngủ giữ cái tâm như thế nào, và thức dậy là làm tất cả mọi thiện pháp tinh tấn như vậy, ít ngủ nghỉ, cho nên ngài thành tựu nhanh chóng. Ông bà mình nói có câu là giàu đâu những kế mà ngủ trưa, không phải là ngủ buổi trưa mà ngủ tới trưa trật á, sang đâu những kế mà say sưa tối ngày.
Tại là chúng ta sống trong buông lung phóng túng thì làm sao mà gọi là sáng được. Cho nên bất cứ ở thế gian muốn làm việc gì thành công cũng phải siêng năng tinh tấn. Chứ còn nếu như mà giam mình ở trong những cái giấc ngủ nghỉ tối ngày, đó chỉ là trứ dưỡng tâm lười nhác. Cái tâm đó nó chỉ nuôi dưỡng ác pháp, không có thành công bất cứ chuyện gì. Do vậy cho nên chúng ta học cái hạnh này là nên trừ bỏ. Và ở trong cái ý này thì có hai phần. Phần thứ nhất đó là niệm không phân tán, phần thứ hai là ít ngủ nghỉ. Tức là gì? Tức là cái nết hạnh thứ 7 và thứ 8 của loài không tướng. Và Phật dạy cho các vị tỳ kheo hãy nên học theo những cái loài, cái đặc tính của loài cầm thú như vậy, nhưng nó cũng có cái nét gợi cho chúng ta, và chúng ta tỉnh thức hơn, cho nên chúng ta phát tâm tu tập tinh tấn hơn ở trong giáo nghĩa này. Các vị có hiểu tại sao ở trong chùa người ta làm cái mỏ hình thù con cá, hoặc là vây cá, hay là đầu cá, đuôi cá không? Đơn giản, cá là loài gì? Cái loài ngủ rất tỉnh thức. Bản năng của nó, chứ không phải rằng là nó tỉnh thức nó tu đâu. Ở trong nước, nó ngủ lờ đờ như vậy. Nhưng chỉ cần chân mình bỏ vô trong nước, nó biết liền lập tức. Hay là bất cứ tiếng động nào, nó biết liền lập tức. Nó ngủ mà nó tỉnh thức nhanh như vậy, trong những cái ý nghĩa sâu xa như vậy. Còn ngoài ra có những cái câu chuyện dân gian ở trong Cao Tăng Tự Truyện á, thì có nhiều thứ khác nhau, chúng ta không có diễn đạt ở đây. Nhưng chúng ta hiểu rằng á, là Phật giáo có nhiều cái biểu tượng để nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta tu tập hàng ngày. Ví dụ như cái mỏ, mỏ cá riêng nhất chúng ta tu tập nên tinh tấn, đừng có chìm đắm ở trong sự ngủ nghỉ. Cho nên làm cái mỏ đó chúng ta gõ. Chúng ta gõ trên, như vậy mà chúng ta cũng không nhớ rằng là chúng ta cần phải như vậy. Thành ra đây cũng là điều mà chúng ta liên tưởng để học hỏi ở trong đời sống tu tập tinh thức. Rồi cuối cùng là gì? Thế Tôn dạy như sau. Ở đây loài khổng tước thì sao? Loài khổng tước thì có cái đặc tính, tức là ít ham muốn và biết đền trả. Đây chính là hai thiện pháp quý báu mà chúng ta nên học tập. Con người chúng ta có nhiều ham muốn thì người này chỉ có tăng trưởng lòng tham và vơ vét thêm tài sản, chứ không có muốn buông cho, không muốn bàn cho. Những điều như vậy á, chúng ta thấy rằng còn như vậy thì làm sao mà họ nghĩ tới cái chuyện đền trả, phải không? Bản thân họ, họ thấy không bao giờ đủ thì làm sao mà họ nghĩ đến rằng á, là họ cần phải đền trả cho người khác những cái gì mà họ đã thọ ơn. Cho nên Thế Tôn mới nói rằng á, là người biết ơn và tìm cách báo ơn, đó là hai hạng người hiếm có. Loài khổng tước ít ham muốn, biết trả ơn. Thế Tôn dạy rằng á, người tu tập của chúng ta là biết phụng thờ Tam Tôn và biết vâng lời sư trưởng. Như vậy là chúng ta đã thành tựu được cái công đức gọi là ít ham muốn và biết đền trả. Đơn giản như thế này thưa quý vị, chúng ta có được sự hiểu biết ngày hôm nay, có được công đức nào trong cái lộ trình tu tập đều nhờ công đức của Đức Phật Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni khẳng định rằng là ở trong cõi Ta Bà, tức là một tí thái dương hệ, chứ không phải là cõi mặt đất này, mặt đất này mà thôi. Và Thế Tôn nói rằng không có nơi nào nhỏ như hạt cái mà ta chưa từng bỏ thân mạng vì lợi ích cho chúng sinh. Xét về thời gian, chúng ta hiểu rằng cứ 100 năm con người mình á, là tăng thêm một tuổi, 100 năm tăng một tuổi, từ 10 tuổi tăng tới 8 vạn tuổi, rồi hạ xuống còn 10 tuổi. Thời gian lâu xa như vậy được gọi là một tiêu kiếp. Và tới 80 tiêu kiếp như vậy thì gọi là một kiếp 3 hay là một A Tăng Kỳ. Và tới 3 A Tăng Kỳ như vậy, cái thời gian lâu xa như vậy, Thế Tôn phát nguyện ở trong thế giới này để làm lợi lạc cho chúng sinh và cuối cùng thành tựu đạo giác ngộ. Có người đặt câu hỏi rằng tại sao không còn con đường tu tập nào khác, hay phải bỏ tới thời gian lâu xa như vậy? Thế Tôn trả lời rằng
có nhiều cách tu tập, không nhất thiết gì phải bằng con đường đó. Nhưng Ngài vì phát đại nguyện làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thành ra Ngài chọn con đường là trụ mãi trong thế giới ta bà này để cứu độ vô lượng chúng sanh. Chân lý này, điều này ai mà tin được? Các luận sư chúng ta trả lời rằng, đối với những ai lấy lợi tha làm tự lợi sẽ tin điều này. Còn một người mà lấy tự lợi là trước tiên thì không bao giờ họ tin. Hay nói cách khác là lấy cái niềm vui của mình bằng cách đem đến niềm vui cho mọi người. Sự thành tựu của mọi người, niềm vui của mọi người chính là niềm vui của mình, thì mình sẽ tin chân lý này. Như vậy thì thưa quý vị, ở trong cái cõi này ba tên kỳ kiếp Đức Thế Tôn làm lợi lạc cho vô số chúng sanh như vậy. Và cái công đức to lớn đó Ngài đã gieo trồng biết bao nhiêu, biết đâu ở trong hội chúng này chúng ta cũng đã từng gieo trồng công đức với Ngài. Nếu như không gieo trồng công đức với Ngài thì tại sao trong kiếp luân hồi chết đời sinh kia, thời mạt thế khổ đau này, chúng ta lại được lắng nghe giáo nghĩa mà Ngài đã dạy? Hoặc là ít nhất ngày hôm nay nghe lần đầu đi nữa thì cũng là một loại giáo nghĩa thâm thâm mà Đức Thế Tôn đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới tác chứng thành tựu. Cho nên chúng ta không biết ơn Ngài thì biết ơn ai? Trước đây Thầy có thưa với đại chúng, chúng ta mỗi người có đôi mắt. Đôi mắt chúng ta chỉ có khả năng phân biệt được màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Nhưng pháp nhãn, nhưng huệ nhãn của chúng ta lại được khai sáng từ Đức Thế Tôn. Chúng ta có đôi mắt huệ, đôi mắt giải thoát, đôi mắt mà hướng tới niết bàn thanh tịnh. Đôi mắt đã thấy được con đường này là từ Đức Phật ban cho chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta biết ơn Ngài, chúng ta biết ơn lịch đại tổ sư, các vị đã kết tập kinh tạng và truyền trì cho hậu thế trên 2600 năm, ngày hôm nay chúng ta vẫn còn lắng nghe được. Chúng ta biết ơn tất cả những vị trưởng lão cư sĩ tiền bối, họ đã hộ trì chư tôn đức trong nhiều ngàn năm để giữ gìn mạng mạch Phật pháp tới ngày hôm nay. Rồi chúng ta biết gì? Chúng ta biết giáo pháp được siêng minh mỗi ngày rộng rãi. Vậy thì chúng ta biết ơn tam bảo, đó gọi là tam tôn, là Phật, là pháp, là tăng. Nếu tu tập mà chúng ta không có cái tâm niệm này rất khó thành tựu. Còn chúng ta trả ơn các vị sư trưởng bằng cách nào? Bằng cách vâng lời dạy bảo chính đáng của các ngài. Có nhiều lần Thầy thưa với đại chúng, có người nói con biết ơn Thầy, con làm cái này cái kia. Thầy nói thật sự không cần. Chỉ cần vâng lời Phật, ráng thực tập theo những gì mà Thầy đã quán diễn từ kinh giáo của Như Lai, thực tập nhanh chóng thành tựu sáng ngời, như vậy là các vị đã đền đáp công ơn to lớn rồi. Đơn giản là vì sao? Bởi vì Thầy tồn tại ở đây làm cái gì cũng chỉ mong cho chúng ta thành tựu chân lý giác ngộ, lo chùa chiền, kiến lập đạo tràng, xây dựng trường học, tất cả đều không ngoài mục đích này. Các vị cứ nghĩ xem, ví dụ như một tình huống được diễn ra, đang diễn ra, và mỗi người chúng ta có một thái độ khác nhau, cái một cách ứng xử khác nhau về tình huống đó, là bởi vì ở trong đầu chúng ta cho rằng sự ứng xử như vậy là thông minh nhất, là hay nhất, là đẹp nhất. Nhưng rồi có khi chúng ta lại ứng xử sai, và có khi một thời gian chúng ta thấy nó không đẹp, hoặc là kết quả sinh ra có hại cho chúng ta. Tại vì sao mà chúng ta không chọn lựa khôn ngoan hơn? Trả lời đơn giản rằng chúng ta không có cách chọn lựa khôn ngoan hơn ngay lúc đó. Vì sao chúng ta không có cách? Là bởi vì chúng ta không có tích lũy thêm nhiều phương pháp. Vậy thì giáo dục học tập là tích lũy thêm nhiều phương pháp để ứng xử khôn ngoan. Các vị tìm kế sinh nhai mà đã học rất nhiều cái phương thức ứng xử cuộc đời để có được một ít tài sản duy trì sự sống này, thì huống chi các vị đối với con đường giác ngộ giải thoát có vô lượng chướng ngại khổ đau
có vô lượng những cái gì, những cái phiền não nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo rắc trong vô lượng kiếp, nó trở thành cái quả báo đọa đầy chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta không học vô lượng Phật pháp, không học vô lượng giáo nghĩa của Như Lai, thì làm sao chúng ta có nhiều giải pháp để ứng xử khôn ngoan trong mọi tình huống? Vì vậy cho nên trường học, giáo dục, tất cả mọi thứ đều vun trồng cho chúng ta điều này. Và các vị lắng nghe cẩn thận, ghi nhớ tương tận, vận dụng khôn khéo vào trong đời sống, đó chính là các vị đã biết ơn thầy tổ, đền đáp được ơn thầy tổ rồi. Đó là điều quan trọng nhất. Hãy hiểu như vậy mới đúng nghĩa của sự đền ơn. Đừng cho rằng đền ơn là cho cái này hay là cho ăn cái kia, hay là lo lắng cái nọ là sự đền ơn là sai. Nó không cần thiết. Nói thế thì không nghĩa rằng là chúng ta bỏ quên hết, nhưng mà đó là cái điều thứ yếu thôi. Còn cái điều quan trọng nhất là chúng ta thọ trì kinh giáo của Như Lai. Ngày hôm nay thầy cố gắng diễn đạt cho các vị hiểu lời của Phật, các vị hiểu rõ, ghi nhớ nằm lòng và tập sửa mình theo lời dạy của Phật, và mình trở thành gì, những loài khổng tước rực rỡ ở trong Phật pháp, đem đến cái nét đẹp cho Phật giáo, thì đó là biết ơn Phật, biết ơn thầy tổ rồi. Có phải như vậy không thưa quý vị? Thầy xin nói tóm lại nội dung chính nét đẹp hiền thiện được diễn đạt trong ngày hôm nay, đó là nhân vì Đức Thế Tôn thấy loài khổng tước có chín nét đẹp mà ai thấy nó cũng yêu thích. Đó là gì? Đó là loài chim khổng tước có hình dáng xinh đẹp, rồi có tiếng kêu trong suốt, có bước đi khoan thai và đi đứng rất là đúng lúc, ăn uống thì điều độ, thương nghĩ biết đủ và niệm không phân tán, ít ngủ lại ít ham muốn và biết đền trả. Đây là cái phẩm thiện của một loài thú mà thôi. Nhưng chúng ta liên tưởng tới bản thân của mình là một người tu tập, là con người có nhân cách thượng đẳng ở trong loài muôn loài thú. Vậy thì không lý nào chúng ta thua loài không tước hay sao? Cho nên chúng ta phát tâm thành tựu chín công đức thù thắng, chín cái phẩm hạnh cao quý, để trở thành một bậc hiền thiện ở trong thời gian này. Đó là gì? Đó là giữ cho mình có tướng mạo xinh đẹp như loài khổng tước. Tướng mạo này được hiểu như thế nào? Đó là khi ra, khi vào, khi tới, khi lui, khi đứng thích hợp, trọn không mất tư cách. Thứ hai là gì? Thứ hai là học theo cái tiếng nói trong suốt. Tiếng nói trong suốt này nó được thể hiện qua gì? Qua trí tuệ phân biệt nghĩa lý, trọn không lầm lẫn. Thứ ba là gì? Là có một bước đi khoan thai như loài khổng tước. Đó là gì? Đó là biết đúng thời mà đi, đúng thời mà đứng, thứ lớp trật tự, trên kính dưới nhường, ứng xử như thế nào cho phù hợp, làm việc hành hoạt ở trong thời gian này cho phù hợp trong mỗi lúc mỗi nơi. Đây gọi là bước khoan thai. Và thế nào gọi là đi đúng lúc là đặc tính thứ năm của loài khổng tước. Xin lỗi, thứ tư của loài khổng tước. Đó là gì? Đó là khi nên đi thì đi, khi nên đứng thì đứng, và cố gắng tùy thời nghe pháp, biết vận dụng cái thời gian rảnh rỗi để mà nghe pháp, tranh thủ mỗi lúc mỗi nơi. Đây gọi là biết đúng lúc, đi đúng lúc. Thứ năm là gì? Là ăn uống điều độ. Điều này chúng ta lại càng nên học hỏi nữa. Loài vật mà cũng còn biết ăn uống điều độ thì không lý nào chúng ta là ăn tạp, phải không hả? Ăn tạp thì rớt xuống ăn giống như con gì hả? Con gì cô? À, con lợn chứ phải không, mấy con heo đâu, con lợn. Phải không hả? Thì chúng ta nói vậy là tự hiếu, phải không hả? Rồi gì nữa? Rồi ít ngủ nghỉ, tức là đừng có tham mê cái ngủ nghỉ, cố gắng lên ở trong đời sống tỉnh thức, tranh thủ cái thời gian thân bạn mình tồn tại được ít nhiều trong cái thời gian này, mà chúng ta cố gắng tác chứng phạm hạnh thanh tịnh, để chúng ta được ở vào một cái thế giới, một cái quốc độ ít nhất nó cũng thanh tịnh hơn, bớt khổ đau như là chúng ta đang đối diện ngày hôm nay. Ngày đêm sáu thời, ban ngày tất nhiên tỉnh thức rồi, ban đêm thì ba thời, đầu hôm, giữa đêm và sáng sớm,
công phu tinh tấn, chánh niệm tỉnh thức. Chúng ta hiểu câu này cho khéo, đừng thấy rằng Đức Phật dạy là ban đêm, đầu hôm, giữa đêm, sáng sớm chúng ta tu tập, rồi ban ngày chúng ta ngủ suốt một ngày, ngủ bù, gọi là gì? Là đêm nay không ngủ, ngày mai ngủ bù. Chứ chúng ta không sống theo cách đó hả? Tức là chúng ta phải sống cho nó tinh thức đầy đủ. Ban ngày thì dĩ nhiên là chúng ta phải tinh thức rồi, phải không hả? Đây gọi là gì? Là do cái công phu đời sống như vậy mà cái niệm nó không phân tán, nó đạt được chỗ chánh định, và do siêng năng bớt ngủ nghỉ. Đó là cái nết hạnh thứ 7 và thứ 8 của loài không tước. Chúng ta tu tập cũng nên phát huy công hạnh của chúng ta theo đó. Thứ 9 là gì? Là biết phụng thờ tam tôn và vâng kính sư trưởng. Cũng giống như loài không tước là ít ham muốn, biết đền trả những phẩm hạnh như vậy, chúng ta cố gắng học hỏi tu tập để thành tựu. Đây chính là giáo nghĩa mà Đức Thế Tôn đã dạy cho các vị tỳ kheo ở tại vườn Cấp Cô Độc cách đây trên 2600 năm. Ngày hôm nay chúng ta thấy pháp âm vẫn còn vang vọng ở đây, và đạo tràng Bát Quan Trà chúng ta hoàn toàn thích hợp để phát tâm thọ trì trong lời dạy này. Cùng kính cảm ơn các vị đã lắng nghe, chúng ta dừng ngăn đây. Nguyện đem công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.